Đây mọi người. Còn lại chỉ được mấy cái được mấy cái đầu với hai cái chân. Mẹ không biết còn gì nữa, ăn hết được. Rất tiếc luôn. Sáng nay mình không có việc thì sáng nay mình xuống khả năng mình cũng được rồi. Xin chào mọi người nhé. Chiều nay thì quay lại đi xem cái giỏ nhé. Để mình sẽ đi xem cái giỏ. Không bay được mấy ngày hôm nay rồi. Thì hôm nay mình đi xuống để xem cái thế nào nhé. Trong kia nhưng mà hình như nó chưa về. Cái đoạn này chắc là nó không về. Hôm nay muộn thì mai mình sẽ giờ đi đứng bay chú khăn nhá. Như đây nó không về. Mình đi xem mấy cái trên kia, hai cái trên. Chín cút. Con chín cút nó đang chạy đi trong kia. Đây nó có nhiều cút rồi. Nó chảy như cái gì à, nó về theo cái đường con bò đi đi. Nó chảy từ đây đi. Xem nó có gì. Thời gian này bay cua là rất là hay. Nó chạy sang bên này. Đi đâu? Đây. Con cua nó bay đi. Mình đi xem cái bay trên này. Dính một con đây. Sau đó dính một con dưới này nữa. Dính cả hai con nữa các bạn. Đây. Có mấy con gì ăn này. Các bác. Đây. Có dính một con đây. Đây. Con gì nó ăn hết à. Đây. Sáng nay nó về nó dính nha các bác. Đây. Đấy. Chắc là con mèo rừng hay là cái gì. Ăn hết rồi. Còn mấy cái đùi hả? Này dính một con này. Dính một con đây còn. Cậy dưới này cũng dính một con này. Các bác. Đây. Dính hai con. Hai cái giò này dính hai con. Rồi con gì nó ăn hết. Đây. Nó ăn hết đây này cái đầu này. Không biết con gì ăn này. Mèo rừng là con gì nó ăn. Có mấy cái thân này, có một cái đùi này nữa.
Ui, dính hai con. Sáng sớm này nó về nó dính mẹ hai con mà con không biết còn gì nó ăn hết à. Đây, nó ăn nó. Hôm qua nó về xong nó ăn nó lùi xuống này. Đây, không biết còn gì ăn này. Hai con mái nha các bạn. Đây dính cả hai con mái này. Một con đây, một con đi lên giò bên kia, nó cũng được một con. Giò này được một con. Ui, sáng nay mình không xuống này. Đây, có mấy cái đầu này các bác. Dính một con là hai con này đây. Cái này chắc là con mèo rừng ấy. Chắc là con mèo rừng. Chắc chắn là có mèo rừng mới phải ăn hết đây. Đây một con trên, bấy giò trên một con. Giò này được một con. Ăn hết. Con này. Mèo rừng, đúng là mèo rừng thật. Nếu không thì nó cũng dính được hai con rồi. Sáng sớm này nó về. Con này chắc là vừa mới ăn từ lúc 2 giờ đấy thôi. Đấy thịt nó còn đỏ này. Chắc là mình lên lên nó chạy à. Được hai con máy mà nó ăn hết. Thì mình sẽ tặng giới đi. Này chắc là nó không về đâu. Mình sẽ giới đi. Để vài ngày nó sẽ vài ngày nó về nó mới qua lại bà bấy nhá. Đúng là còn chắc là con mèo rừng này các bác. Đây dính một con này, nó dính ngay chỗ này xong nó bay, nó cuốn hết đi. Đây, đây nó cuốn hết đi. Đây dính ngay ở đây mà. Hai con mái nha các bác. Hai con mái nha, con mèo rừng nó ăn hết rồi. Đây. Đây là dính ngay ở chỗ này. Cái chỗ này dính ngay đây. Chịu, bây giờ sáng nay mình không lên. Để chiều nay mình đi xuống. Mình sẽ dỡ cái giò đi. Tiếc quá. Sáng nay mình lại đi làm việc, mình lên xá mình đi làm rồi. Chiều nay thôi. Cái giò này thì mình sẽ để lại này. Mình sẽ không dỡ nữa. Mình sẽ để lại. Xem cái giò trên này nhá. Ui. Nó cũng về, nó cũng về chỗ này này, cái này nó cũng bị dính này. Nó cũng bị dính cái này này. Đấy. Sau nó bị tuột. Sau đó bị tuột ra. Tiếc, rất tiếc. Thôi mình sẽ chỉnh lại cái giò đi, lại giò đi, kệ. Sao là mai mình kia mình sẽ. Đây mọi người. Còn lại chỉ được có mấy cái cái đầu với hai cái chân. Mẹ không biết còn gì nữa, ăn hết được. Rất tiếc luôn. Sáng nay mình không có việc thì sáng nay mình xuống khả năng mình cũng được rồi. Hôm nay thì mình lại xuống thì mình nó lại mất chỗ này. Mất hai cái. Chỉ có được hai cái đuôi với một cái đầu. Thôi mình sẽ vứt đây nó tí nó về nó lại theo cái đường này nó hay được ăn ấy. Vài ngày mình sẽ bẫy một cái giỏ để đấy, mình sẽ vứt đây vứt lụng đây được một cái hai cái bắt được nó.
mình sẽ quay lại đi thăm cái giò cuối cùng nhé. Bạn mình đi xem cái giò thứ ba nhé, cái giò cuối cùng nhé. Đây là cái láng sáng của mình. Mình đi xem cái giò cuối cùng này. Hai cái giò lúc này mình xem thì mình cũng dính được hai con. Dính được hai con nhưng mà không biết con mèo rừng hay là con gì nó ăn hết. Thế là mình còn mỗi một cái cuối cùng. Còn một cái cuối cùng. Mình đi xem kết quả như thế nào. Gà thì cũng hay về nhỉ. Nó lâu nó mới về một lần. Mình bay ở ngay cái chỗ ở trên bờ. Không biết về đây thì cái giò này cũng không dính các bác. Đây. Cái giò trên này thì nó vẫn nguyên. Cái giò thì vẫn đang nguyên, nó không bị dính cái gì. Luôn hai cái mình bay ở trên cái láng sáng của họ ấy. Có dính được hai con nhưng mà cũng bị con gì nó ăn hết. Thì mình cũng xin kết thúc video tại đây. Các bác nhớ xem và like, đăng ký ủng hộ cho kênh của em nhé. Em xin cảm ơn tất cả mọi người.